Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ cùng nhau giải cái phần mà uh, bài kiểm tra mẫu của chương trình hội nhập xã hội cấp 3 tức là trung cấp 1. Mong là những bạn đang học trung cấp 1 mình có thể làm được những cái bài giống như vậy nha. À, phần này sẽ gồm có 20 câu và cái đề này thường sẽ làm trong 30 phút. Mong là các bạn sẽ có thể thành công trong cái đề này. Bây giờ mình cùng nhau giải thử cái phần này nha. Không biết là mình giải trong vòng mấy phút đây. Từ câu 1 đến câu 2. 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르시오. Bạn hãy chọn cái có ý nghĩa tương tự với cái phần mà gạch chân à. Rồi số 1. Những cái phần này thì các bạn chỉ cần coi cái phần gạch chân và tìm cái từ có ý nghĩa tương tự là được. Là nên 사고 싶은 냉장고를 두 개월 할부로 샀다. gạch chân của mình là 사다 có nghĩa là đã mua. Vậy mình kiếm cái từ nào có nghĩa đã mua? Mình đánh vô là được. Còn số 1, 실패다. 실패 thất bại đã thất bại. bỏ. Số 2, 참가다. 참가 đã tham gia. bỏ. Số 3, 구입했다. 구입 có nghĩa là mua. lấy. Số 4, 노력했다. nỗ lực bỏ. Vậy thì mình dịch thử câu này nha. 나는 사고 싶은 냉장고를 6개월 할부로 샀다. Mình có chủ ngữ là tôi. 나는 rồi đi từ đu lên, 샀다 đã mua. Mình có là 할부, mua 할부 tức là mua trả góp ha. 6개월 tức là 6 tháng. Cái gì đây? 냉장고 cái tủ lạnh. Nên định ngữ ở đây mình có 고 ta nó là tính từ ha. Nên theo sau nó sẽ là 은미은 danh từ định ngữ của tính từ. Tuy là cái từ sa tà này mang nghĩa là mua nhưng mà cái gốc khu ship tà là gốc tính từ nên là mình phải chia dạng tính từ ha. Chứ khu sim nin thì không được. lúc này lưu ý là cách chia nha. Cái tủ lạnh mà tôi muốn mua, tức là tôi đã mua trả góp 6 tháng cái tủ lạnh mà tôi muốn mua. Rồi câu số 2. 돈을 저략하는 것이 곧 돈을 버는 것이다. Rồi, uh, phần này cái từ của mình là cho ra kha, -kha mang nghĩa là tiết kiệm. Vậy mình kiếm cái từ nào có nghĩa tiết kiệm mình điền vô đây là được ha. Chất nên, chất nên, nên mang nghĩa là chất chất cái gì đó, trồng chất cái gì đó, không phải. Thầm nên, mình có khi mà mình đi chợ, người ta nói là thả mà thả mà, thả thuê thả mà. Đựng vô chứa vô ha, không phải. Akita, Akita có nghĩa là quý tiết kiệm, cái gì đó nên lúc này mình có thể lấy được rồi bỏ đi tà mà nghĩa bỏ đi thì nó không phải nghĩa tiết kiệm nên mình sẽ bỏ nó đi đáp án của mình là đáp án số 3 vậy mình dịch thử câu này ha ra mình có chủ ngữ là y ở đây cái việc mà tiết kiệm tiền dịch từ đuôi ra tuy nhiên cái mình có cái từ cút cút này mình hay dùng với nghĩa là sắp ví dụ như sắp mưa sắp ăn xong sắp làm xong cái gì đó hoặc là ngay nhưng mà nó còn có nghĩa là tức là nữa đó mọi người tức là nữa ha nên lúc này mình hiểu thêm cái nghĩa của chỗ này nó là tức là tức là rồi giờ từ đuôi lên là y tá cái việc mà 돈을 버는 것이다 돈을 버버 버는 것 ở đây từ gốc của nó là 폐다 và chim là chữ r khi r mà theo sau là n bờ sờ thì lúc này r bị lược bỏ nó thành là 돈을 버는 것이다 tức là cái việc mà tiết kiệm tiền Tức là, hoặc là chính là cái việc mà kiếm tiền. Mình không xài tiền, tức là mình kiếm được tiền rồi. Đó là câu số 2. Mình đi qua câu số 3, 4. 다음, 뭐뭐 안에 알맞진 것을 고르시오 Bạn chọn cái thích hợp để điền vào chỗ trống. Rồi, phần này mình sẽ có chỗ trống. Và các bạn, phần này thì mình sẽ thêm trước và sau. Hoặc nếu cần thiết, các bạn có thể dịch hết câu để làm. 카드를 분질 카드 회사에 전화해서 해야 한다. Rồi, lúc này mình sẽ có dịch thử đi ha. Tách vế, một vế. Rồi, vế thứ hai. Cái này a à, so ở đây là vế thứ hai. Nhưng mà o à, so này nó sẽ có nghĩa là và nè. Rồi. Chỉ thời gian ha. Vế một, rồi vế hai. Tuần tự. Thứ hai là nếu là nguyên nhân dẫn đến cái gì đó thì mình sẽ có là vì nên. Thì mình coi cái phần này có gì đây ha 카드를 mian nếu bị phun ta là thất lạc à bị thất lạc á bị mất thẻ đó thì mình làm gì đây ở đuôi là he anh ta mình phải phải làm hành động một rồi làm hành động hai kha tư he sẽ trò này gió gọi điện thoại đến công ty mà làm thẻ rồi phun phải phải làm cái gì đó mà phun mà nghĩa là thất lạc thì lúc này mình mất thẻ thì mình phải làm gì đây một single khai báo khai báo thất lạc có thể chấp nhận thứ hai kadu thất lạc thẻ phải làm thất lạc thẻ, thẻ phải làm thẻ thất lạc thì lúc này hơi bị vô lý chút ha halbu hai halbu thì phải halbu hồi nãy mình có nói ở trên nó là trả góp trả góp thất lạc không có ý nghĩa rồi punjil mà nặng bi nặng bi mà nghĩa là lãng phí phải lãng phí thất lạc thì lúc này nó không có nghĩa vậy thì hợp lý nhất là phải khai báo thất lạc ha. À. Câu số 4. Mô mô nên, mô mô ưn, bằng bà đà gửi, tư thà kê hà nên, hàn kê tròn thông ghi bằng bằng bì Rồi, phần này thì các bạn hiểu cái phần mà văn hóa thì các bạn sẽ làm ngay được thôi. Nhưng mà nếu không có văn hóa thì bây giờ mình sẽ coi từ vựng trước ha. Câu số 1, mã tàng. Mã tàng là cái sân ha. Rồi, ồn đồn. Undul là hệ thống sưởi ấm của Hàn Quốc. Daechang, Daechang này là đại sảnh hoặc là mình có Daechang Maru á, cái cái đồ mà cái giống như là cái ván mà nằm ở trước sân cho mát á. Buok, là bếp. Vậy thì câu này để dịch để làm thì mình dịch thử nha. Cái gì đó nó nói về định nghĩa, cái gì đó. Rồi, đi từ đuôi lên. Ida là nạnh băng phẳng bóp cách mà sưởi ấm niên mà thần thông mang tính truyền thống hành ngược kế của Hàn Quốc mà nên nó kê ha làm cho làm cái gì đây làm ta kế làm ấm ba tắc cái sàn hoặc là cái nền nhà đó thì lúc này cái gì mà làm ấm làm cái phương pháp sưởi ấm truyền thống của Hàn Quốc mà làm ấm cái sàn nhà lên thì lúc này chỉ có một cái thôi đó là cái undul cái gọi là cái hệ thống sưởi ấm ngày xưa của Hàn Quốc tên là Undora sưởi ấm bằng đá đó các bạn rồi à, đó là câu số 4 mình qua câu số 5 đến câu 7 nha thả ơn mô ả nè hãy chọn cái phù hợp để điền vào chỗ trống như sau câu số 5 이번 주말에는 낚시, 모모, 회원들과 같이 강으로 낚시를 간다. Lúc này mình sẽ coi từ vựng trước số 1, Chushin là xuất thân ví dụ như xuất thân từ gia đình nghèo khó, xuất thân từ cái trường đại học nào đó, mình sẽ dùng Chushin. Số 2, Chia khu vực, mình ở khu vực nào đó, Chia. Số 3, thùng Hô Huê. thủ Hô Huê, Huê là cái hội, Thùng Hô là cùng sở thích à, hội cùng sở thích. Số 4, Sung Bia Huê, Bia ở đây là cái buổi lễ mà tiễn biệt ha, thì lúc này mình có dịch thử rồi mình sẽ bỏ vô ha. 이번 주말에는 vào cuối cái tuần này thì dịch từ đuôi lên nha mọi người. 낚시를 간다 đi câu cá. Đến cái con thẳng con sông. 같이 cùng qua với 회원들 những cái người hội viên của cái gì? Cái 낚시 là ở đây mình chỉ có là hội sở thích đã câu cá thôi ha. Là vào cuối tuần này á tôi đi câu cá ở sông á Đến xong câu cá cùng với những người hội viên trong cái hội câu cá hội đồng sở thích là câu cá các bán số 3 rồi mình đi tiếp câu số 6 hang gì ở mình hang sen ngoài đây bộ mô thà thì lúc này mình sẽ coi à ở đây câu số 1 sau ha gì ở đây nó đang có ngữ chi anh thà mà nghĩa là không cái gì đó ở phía sau là anh Thà nên là mình dịch thử rồi mình ráp vô à đầu tiên cái câu này nó có hai vế a à, o so, mang nghĩa là vì cái vế một nên cái vế hai phía sau à vì gì đây? gu ge unjeol mà màn thì so, mình có cái ngữ pháp là động từ un, nien rồi tách một cái chi rồi đến thời gian thuê tạ làm cái gì đó được bao lâu à? Thuê tả phía sau như mi anh hiểu chứ thuê à mọi người? Thuê tạ ở chỗ này là gì ở mà anh ta đến Hàn Quốc ở mà anh ta chưa được bao lâu vì đến Hàn Quốc chưa được bao lâu nên Hàn ngược sang hòa đề với cuộc sống Hàn Quốc không có gì với cuộc sống Hàn Quốc số 1 sau ha thà không có buồn không buồn với cuộc sống Hàn Quốc hơi bị vô lý chút Đã thà không quen thuộc với cuộc sống Hàn Quốc có nghe cũng mỏng mỏng mổ ha số 3 필요하지 않다 mang nghĩa là không cần thiết, không cần thiết không cần thiết với cuộc sống Hàn Quốc. hơi bị chất quốc xíu. 사소하지 않다 không có sa là nhỏ nhặt vặt vảnh à, không có nhỏ nhặt với cuộc sống Hàn Quốc thì lúc này ba câu mình đã loại được vậy mình sẽ chọn đáp án là số án 2 ha. À. Không có quen thuộc với cuộc sống Hàn Quốc. Số 7. 설날에 사람들을 만나면 뭐뭐꼭 많이 받으라고 인사를 한다. Rồi, ở đây thì mình sẽ có vào ngày Tết Mình sẽ coi thử, mình dịch xong rồi mình nhét từ vô nha Rồi, dịch ưu miền Xol la Vào ngày Tết Sa ram Mạnh Nếu mà mình gặp mọi người á Vào ngày Tết thì Mô mô Phúc Mạnh Tư quốc Mình nhìn ở đây là mình sẽ biết điền cái từ gì ha Ở Tết của Hàn Quốc Có cái câu chúc mừng năm mới sẽ là Xe hè Xe đi và tôi sẽ mình sẽ chọn đáp án 4 ha các bạn lưu ý à c b c các bạn đọc chữ cho kỹ nha có anh sai á đọc là c b đó để c bu đi và tư đào cô in tả tức là người ta chào nhau là ư đà cô hãy nhận nhiều phúc lộc vào năm mới nha hoặc là hãy có một cái năm mới nhiều phúc lộc ha lúc này mình sẽ có là 설날에 사람들을 만나면 새해 복 많이 받으라고 인사를 한다 rồi, đáp án của mình sẽ là đáp án số 4 số 1, 설날, ngày Tết số 2, 새해 새해하다 có nghĩa là cuối lại vào ngày Tết 명절, 명절 là lễ Tết nói chung mình sẽ đi qua câu 8, câu số 9 다음 뭐뭐 안에 알맞은 것을 고르세요 hãy chọn cái phù hợp điền vào chỗ trống câu số 8

Nè, vâng tức là nó ngon đó bom một miếng. nếu mà ăn một lần thôi thì thả hôm nay ngày hôm sau tô lại lại cái gì đây mình sẽ có là thả tà lại đi mà ở đây là kha ở đây nó có cô và mình ở chỗ này mình ship tà chắc chắn là thêm ship tà rồi vì ở đây nó toàn là ship không là muốn đi mà muốn đi cái gì đó mà ship tà ngon thì sẽ là ngon cái gì đó muốn đi thì mình có đầu tiên ship chọn thủ đô chọn thủ mang nghĩa là đến mức đến độ hả mình cứ ghép vô thử đi à, ngày hôm sau lại ngon đến nỗi mà ngày hôm sau lại muốn đi tạm ổn hả số 2 ship 정도부터 ngon từ mức độ muốn đi này cái chỗ bụt tho này nó hơi bị bất hợp lý hả số 3 ship trọng tu Thủ mới nghĩa là thậm chí ngon, thậm chí đến độ muốn đi. Để dạ Ý nghĩa hơi kỳ ha. Số 4. Ship phil trọng tô bạc kê. Bạc kê, kê theo sau là phủ định. Mà theo sau mà xích tà nên câu này là sai về mặt ngữ pháp ha. Vậy đáp án của mình sẽ là đáp án số 1. Tức là nếu mà ăn một lần thì á, ngày hôm sau nó ngon đến nó ngon đến mức mà nếu mà ăn một lần ngày hôm sau lại muốn đi tiếp á tiếp theo mình có câu số 9 새해에 세운 계획을 다잘 지키고 있어요? 아니요. 뭐뭐 제대로 하고 있는 게 없어요. Thì mình sẽ có dịch thôi là mình sẽ làm được thôi. Bạn đang trải trích khi đã gìn giữ tốt hoặc đang làm tốt tất cả những cái kế hoạch, kế hoạch mà niên quá khứ mà bạn đã xây là bạn đã lập hoặc là xây dựng lên vào năm mới chưa? Tức là bạn này á, năm mới bạn dựng rất là nhiều kế hoạch, bạn lập rất là nhiều kế hoạch. Cái người bạn mới hỏi là, Ồ, bạn có tuân thủ, bạn có làm tốt tất cả những cái kế hoạch mà bạn đã đề ra trong năm mới chưa? Cái bạn này mà nói, à, nhớ. Chế Không có cái gì mà làm á, làm cách chế tê làm đàng hoàng, làm tử tế đó. Thì lúc này là mình có là ha na trong một cái. Không có cái gì mà làm tử tế trong một cái. Rồi hana kaji đến tận một cái, không có gì mà làm tử tế đến tận một cái. Hana to dù là một cái thì mình sẽ có là, dù là một cái thì cũng không có làm tử tế nữa. Câu này sẽ là đúng không? Hana rằng như một cái. Rồi phần này không có hợp lý. Mình sẽ dịch nghĩa và mình bỏ vô cái nào hợp lý thì mình lấy nha. Câu chính đáp án là số 3. Hana to jeteru ha ko inneun ge Câu 10 đến câu 11 mình sẽ có thơm mô mô ả 알맞은 것을 right, vẫn chọn cái mà thích hợp điền vào chỗ trống ha. 가 형소 음악을 즐겨 들으시나 봐요. 네, hình như là uh, bình thường bạn cũng cũng thưởng thức âm nhạc nghe thưởng thức âm nhạc. Rồi 네, 저는 음악을 들으면 어, uh, khi mà tôi nghe nhạc hoặc nếu tôi nghe nhạc thì 기분이 tâm trạng của tôi như thế nào đó. Câu số 1 ta đáng để trở nên tốt rồi có giá trị để trở nên tốt không phải ha rồi số 2 chúa chiho nhô cái gì đó mang nghĩa là khi mình cái gì đó mà mà mang nghĩa là mình ví dụ như người ta khen mình đẹp á cái mình được dịươngho tức là mình phủ định phủ định nhẹ nhàng á rồi chỗ này không phải luôn ha Cái gì mà tâm trạng tốt tâm trạng trở nên tốt cái gì mà tốt đó rồi, số 3, chủ à chìa bọn hết là mém bị cái gì đó. Tâm trạng mém trở nên tốt. Không hợp lý à. Vậy đáp án cuối cùng của mình là chủ à đà ô. Thái <laughs> thọ đà gối ô này là người nói hành động cái gì đó rồi thấy à. Tức là khi mà nghe nhạc thì thấy tâm trạng trở nên tốt à. Rồi, mình đi tiếp câu số 11. Câu số 11. Kha,

rồi nên cái gì đây số 1, trả ra nên cho hết nên là làm bộ nên cho hết tả làm bộ nó giỏi á số 2, trả ra coi quét dù đáng lẽ ư đi coi đáng lẽ gì đó hoặc là giá mà làm gì đó khải coi quét rồi số 3, trả ra 없지요. bạc chỉ có thể là giỏi thôi hoặc là không còn có cách nào khác là giỏi chỉ có thể là giỏi thôi à jesu pake opta rồi vì sống ở đây đó ở nước ngoài nên là không còn cách nào khác là giỏi tiếng hàn chỉ có thể là giỏi tiếng hàn giỏi tiếng nước ngoài là quỷ quốc ha rồi tiếp theo ta ra ra sợ nói là hãy hãy làm giỏi cái gì đó đi thì lúc này nói là hãy làm giỏi nó không hợp lý ha cái này mình nghịch nghĩa rồi mình điền vô thôi nha mọi người đáp án của mình là đáp án số ba ha <laughs> mình đi tiếp câu 12 đến câu 14 bốn 다음, 모모 안에 알맞은 것을 고르세요. 아이젠갈보호합리딩보 조정 가, 병원에 가야 하는데 한국말을 잘 못해서 걱정이에요. 어, 또 파이, 리, 번빙 nhưng마 또이 랑 베트콤과 다이 어, 남편이 같이 가서 모모, 무슨 걱정이에요? 어, 남편 같이 가서 남편, đi cùng r 같이 가서 남편, 리, 곰, gì đây? 같이 가 bố sinh 걱정이에요? lo lắng cái gì thì mình có đầu tiên uril chom chom là làm này làm kia hai cái sẽ ra đồng thời ha thu qua chom thì lúc này là chồng sẽ đi cùng rồi đồng thời làm cái gì đó nên lúc này là phần này chom chom về phía sau nó sẽ không hợp lý nên mình sẽ bỏ qua số 2 thu 테니까 vì sẽ cái này là phần uril ten 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 Indulgente <laughs> không phải ca, tin mang nghĩa là phán đoán cái gì đó chắc sẽ có lẽ là chồng sẽ đi cùng và sẽ bạn ấy sẽ là giúp đỡ cho nên là có gì lo lắng thì câu này sẽ hợp lý về ý nghĩa ha. Thu chưa ghi về sao? Để giúp đỡ chồng sẽ đi cùng rồi để vì để giúp đỡ nên là vì để giúp đỡ lúc này nó không hợp lý về mặt ngữ pháp ha các bạn. Thu qua cho nên đề là ca, chú thế đà ca, ngữ pháp ừ. niên cái thế ca này có nghĩa thế ca này nó có nghĩa là vả lại hoặc là thêm một cái gì đó với phía sau không những mà còn à nên lúc này là đáp án của mình sẽ là đáp án số 2 ha a chồng sẽ đi cùng và sẽ giúp đỡ cho nên là có gì mà lo lắng rồi đáp án của mình là đáp án số 2 câu số 13 ba u kita khi ta đi kề so bia xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu à nhiều không có phải không có là gì đâu ạ à, không có gì đâu check sách cái gì đó mình sẽ có ít là đọc sách à cái gì đọc sách mà 시간가능줄불렀어 는줄불렀다 mà nghĩa là không biết ta thời gian trôi qua luôn thì làm cái gì mà không biết thời gian trôi qua luôn ít cha mà ngay sau khi đọc sách thì không biết thời gian trôi qua số 2 in vì mãi mê đọc sách như ra mãi ha. vì mãi mê đọc sách nên là không biết thời gian trôi qua có lẽ hợp lý in <laughs> đồ giữ nguyên trạng thái đọc sách nên không biết thời gian trôi qua nó hơi bị bất hợp lý ha đây <laughs> <này> là là ilkiga Busuke. ngay sau khi mà đọc sách kiga <laughs> Busuke nó na ná, ná với sao nên hai thằng này nó sai nó sai chung luôn ha đáp án của mình sẽ là vì mãi đọc sách nên là không biết thời gian trôi qua luôn rồi, con số 14. 14 của mình là Papa vui nền đê. Ché ga chùm thu Trong bạn có vẻ là bận đó. Tôi giúp bạn một lát nhé. Rồi, nè Cơ đồm ga Tôi thì nấu ăn. Thông su chùm Bạn có thể dọn dẹp dùm tôi một chút không? Thì lúc này là mình có hết tần. Số 1 hết tần là quá khứ hồi tưởng. Mà ở đây người ta đang nói là mệnh lệnh làm gì đó nên quá khứ hồi tưởng không có liên quan à hay chỏm chom là làm này làm luôn cái kia mà này bạn kia mà các bạn ở trên ca bạn đòi giúp đỡ nên là không có làm bạn cái bạn mà đang nói không có làm hai việc luôn à hay cà ba hay cà ba chắc sẽ cái gì đó hoặc là sợ rằng cái gì đó lúc này là chắc sẽ chắc sẽ là nấu ăn thì mình đang làm nên mình <laughs> chắc sẽ thì nó không hợp lý à rồi hai ninh tuần anh động từ cộng nên tùng Anh trong khi làm gì đó vậy thì trong khi tôi nấu ăn thì bạn có thể dọn dẹp giùm tôi một chút được không đáp án của mình là đáp án số 4 à mình nhìn vô mình coi nghĩa là mình có thể mình đoán được chỉ cần các bạn dịch được nghĩa của cái từ đó và coi đúng ngữ pháp là mọi chuyện được giải quyết tiếp theo mình có câu 15 đến 17 bảy mê bạn hãy đọc cái phần sau và trả lời câu hỏi câu số 15 아래의 내용과 다른 것은 우리 가족은 여름 휴가가 어, 때마다, 때마다 바다에 간다. 작년에는 동해바다에 다녀왔다. 2박 3일 일정이었는데 다행히 비도 오지 않고 날씨도 맑았다. 바닷물이 깊지 않아 아이들이 놀기에도 안전해서 마음이 편하고 즐거웠다. 점심에는 맛있는 라면을 끓여 먹고 오후에는 배를 탔다. 무더운 여름에는 역시 시원한 바다가 최고다. Rồi mình sẽ dịch thử cái đoạn n à 우리 가족은 야른고 가때마다 nghỉ hè thì patae kantã đều đi đến biển thắng này nên năm ngoái thúng nghe ta tại chúng tôi đã đi đến cái bờ biển đông hải à ibak samil yijor nó là cái lịch trình mà bắc tức là hai đêm samil ba ngày 다행히 he nghi pithu uchiang khu naisi du baltantã ở này là may á may mắn là

với cái việc mà chơi đùa của bọn trẻ thì nó an toàn nên là uh, vì 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 cái việc chơi đùa với cái việc chơi đùa của bọn trẻ thì cũng an toàn và uh, cái lòng tôi đã rất là thoải mái và rất là vui vẻ. Thậm chí nên vào buổi trưa mà xin nên là menu một cô thì chúng tôi là nấu mì ăn rồi u phu vào buổi chiều thì pê đã đi thuyền. Vũ tôn giờ mình vào cái mùa hè nóng bức dọt thật đúng là cái gì đây chegota thì cái bãi biển mà mát mát mẻ là số 1 rồi bây giờ mình có số 1 nè nèùng nghe bà ta ta vào năm ngoái thì khi mà đi đến cái bãi biển Đông Hải thì thời tiết đã rất là tốt trên này người ta kêu mình chọn câu sai à nên ở trên này nó nói là thời tiết rất là tốt đại sư tu bài cách tạ câu này là sai đúng với bài nhưng sai với cái yêu cầu ha. Udi kajo ginn ramen을 먹을 배를 탔다. phần này mình sẽ coi ha rồi nó là phần ramen hồi nãy ở chỗ này có ramen cứ đo so một cú uwe pelatata hành động đầu tiên là nấu mì sau đó là lên thuyền thì mình có nấu mì xong thì lên thuyền đúng rồi đúng nhưng mà sai với đầu đề yêu cầu đầu đề kiếm câu sai nên cái này là sai luôn à. Ở này là mình có là cái nước biển vì nó sâu nên là không thể nào bơi được đã rất là tiếc ha nước biển sâu không thể bơi được nên tôi đã rất là tiếc ở chỗ này nước biển sâu thì mình sẽ có cái câu là Pha tâmuri ở đây nó nói nước biển sâu mà trên bài nó nói nước biển không sâu thì lúc này hai đứa này bị lệch nhau mà không đúng với trên bài thì là mình chọn nó. nên đây mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số ba. Shangon hiyogate ibasamir iljorudo thuong he pha the cái này là cái phần mà nói về cái thời gian vào năm ngoái là mình đã đi uh, khi hoặc là vào cái mùa hè năm ngoái á mùa hè nghỉ hè năm ngoái thì đã đi đến cái bờ biển Đông Hải với cái lịch trình là hai đêm ba ngày ba ngày hai đêm thì này là đúng với bài mà sai với yêu cầu nên là đáp án ở đây là đáp án số 3 nha rồi mình đi tiếp câu số 16 câu số 16 ở đây ở đây là mình vẫn tìm cái sai với nội dung của cái bài bên dưới cái bài bên dưới của mình là đọc tới đâu dịch tới đó nha mọi người 한국 사람들에게 배달을 하나의 문화이다. 롤벌, 롤행복, 트 배달, 까이, 여행, 너, 꿈, 라, 뭐, 까이, 방화. 언제, 어디서나, 전화나, 인터넷으로 주문만 하면, 빠른 시간에 배달을 받을 수 있다. 둘, 남은 거. 언제, 어디서나, 전화나, 인터넷으로 주문만 하면, 언제 어디서나 dù là khi nào dù là ở bất cứ đâu rồi chỉ cần nếu chỉ cần là bạn đặt hàng qua internet hoặc là qua điện thoại thì thì bạn có thể nhận được cái giao hàng đó vào cái thời gian mà nhanh chóng à. 바쁜 직장인들은 매일 아침을 따뜻한 음식을 집으로 배달해 먹고 회사에서도 우유나 요거트를 배달해 먹기도 한다. 어 đây thì mình sẽ tách vế đã ha. hai vế. rồi vế đầu tiên. papin 직장인들은 những cái người mà làm việc ở công ty bận rộn. m e a 아침 따뜻한 음식을 집으로 Peta mọc cú, tà là mình giao hàng tới để mình ăn, mà tới đâu, tới tận nhà những cái đồ ăn mà ấm vào mỗi buổi sáng rồi ăn. Tiếp theo, sa e tu tại công ty thì mình cũng là mình mình bê -ta mình ở đây mình có kito ha tà, có nghĩa là cũng của nguyên câu à. Cũng là giao cho những cái như là yogurt là da á hay là uyu sữa để mà mình uống hoặc ăn à tức là ở nhà vào buổi sáng ngồi buổi sáng thì mình uh, người ta giao cho mình giao mình đặt hàng thì người ta giao đến nhà của mình đồ ăn ấm còn ở công ty thì nếu mình muốn thì mình sẽ uh, nhận được giao hàng những cái như là da u hay là sữa để mà mình ăn 퇴근 <laughs> 후 식탁, 세탁소에서 깨끗하게 세탁된 옷을 가지고 오고, 인터넷으로 마트에 물건을 주문하면 곧바로 배달이 되니 따로 장을 보지 않아도 된다. 지금 이제 디베랑, 베라우띵, 네오베니라 터이, 러드하이라, 레오, 터이디, 하제가, 하이베랑, 러이. 퇴근 후 집에 들어가면 서흐이마, Uh, là sau khi à? Sau khi mà tan làm thì chip B từ đâu cảm ơn. Nếu mình đi về nhà thì mình sẽ mang những cái quần áo đã được giặt giũ một cách sạch sẽ từ cái cửa hàng giặt ủi về. Rồi internet store 물건을 주문하면, nếu như mình 주문하다, đặt hàng hóa ở ở cái siêu thị mà bằng internet á.

ở đây mình sẽ tách vế ha ba vế dù là mình ở yên khả ma ni tả ở yên ở công ty hay là ở nhà tức ở nhà ngồi yên thôi á mũ tinh của si nè vì là mình đều được giao hàng hết giao hàng gì tất cả mọi thứ đều được giao hàng hết nên là sáng qua đi cuộc sống của mình thật sự đã trở nên thoải mái ta cộng với Aojida trở nên thật sự là trở nên thoải mái. Bây giờ mình sẽ coi đáp án số 1. Ajime chiburu Vào buổi sáng thì có thể là mình mình nhận giao hàng, người ta giao hàng cho mình những cái thức ăn đến tận nhà rồi mình ăn. Thì đáp án này mình sẽ coi đối chiếu trên bài ha. Vào buổi sáng ở chỗ này mình sẽ có vào buổi sáng mỗi buổi sáng thì ta titan 음식 끌 đe 배달해 먹고. Nó nói câu này hả? Có trên bài thì lúc này không đúng với đề. Đề của mình đang chọn là thả đừng gọt cái khác là cái sai ha Số 2. Hàn Quốc 사람들은 평소에 배달을 자주 이용합니다. chủ yếu sử đã Người Hàn Quốc thì bình thường á rất là thường xuyên sử dụng giao hàng. Thì ở đây thường xuyên sử dụng giao hàng đến mức mà mình có cái câu số 1 nè. 사람들에게 배달을 하나의 문화이다. Nó thường xuyên đến nỗi mà nó là một cái văn hóa luôn ha. Nên câu này là đúng nhưng mà không đúng với yêu cầu của đề bài. Số 3, 세탁소에서는 세탁한 옷을 집에 배달해 준다. Tức là ở cái tiệm giặt ủi thì người ta giao cho mình đến nhà những cái đồ mà giặt ủi ha. Ở trên này người ta nói là ta mang đến cái đồ giặt ủi mà sạch sẽ từ cái xe taxo từ cái tiệm giặt ủi nên câu này là có trên bài có trên bài thì không đúng với cái mà mình đang tìm ha chỉ vì khi do hay ta đi khả năng hà ta chỉ có khi mà mình đặt hàng ở khi mình ở tại công ty hoặc là ở nhà thì mới có khả năng giao hàng mới có thể giao hàng được thì lúc này á mình sẽ coi trên bài ha coi trên bài lúc nào thì mình giao hàng được tức là 언제 나나 인터넷으로 주문만 하면. ở chỗ này là mình chỉ cần mình đặt trên internet hoặc là mình có cái điện thoại thôi dù là bạn đang ở đâu bạn bất cứ cái thời gian nào thì mình đều đặt được nên lúc này là nó nói là chỉ đặt ở công ty và ở nhà thôi thì lúc này nó là không đúng với trên bài mình có nên đáp án của mình sẽ là đáp án số 4 nha mọi người tiếp tục mình qua câu số 17 bảy ở đây để ôn qua kathin mình sẽ chọn cái giống với cái nội dung của phần bên dưới mình sẽ đọc từng câu dịch từng câu nha mọi người 제주도는 nên nam 한국에서 가장 큰 goke so chủ ngữ đảo Jeju là dịch từ đưa lên nha các bạn 섬 là hòn đảo 가장 큰, lớn nhất 에서, ở tại 한국, 한국은 마, 에 있다. nó c 남쪽, nó miền 남, nó n 남 경치가 아름답고 날씨가 따뜻해서 사계절 내내 관광객들이 많고 신혼 여행지로도 유명하다. 그래서 이 lúc này mình sẽ tách ra. Đầu tiên là tách v 따뜻해서 vì cái gì đó vì mà ở giữa này mình có cô tức là mang nghĩa là và một hai hai vế này tương đương với nhau hoặc à? cái và cái này và cái kia còn này là vì vì với một và với hai nên sa ghi ta lè phú rồi cô mang nghĩa là và thì vì với một và với hai nên vế ba và vế bốn rồi cứ dịch từng đứa một vì gì đây chọn chia ra ở đêm tập cô cảnh trí thì cũng đẹp và Đại si ta tích thể xó Và thời tiết của nó thì ấm áp Nên Nên với ba và với bốn là với ba Sa kê cho lẻ nè Hoành quan cái kê mạng khu Là sa kê chơi là bốn mùa Nè nè là trong suốt à. Trong suốt bốn mùa thì Hoành quan các khách tham quan mạng khu Rất là nhiều Và Xin nhỏ hen chi đồ tô Dù hà ta hà là nổi tiếng Tô ở đây mà nghĩa là cũng à cũng nổi tiếng là cái địa điểm mà du lịch trang mật ha, ôn nhỏ hen là du lịch trang mật mà chi là cái địa điểm mà cái nơi mà du lịch trang mật tiếp theo Chichu toei kamin, phá tae, 들어가서 해산물을 떠온 떠오는 해녀를 지금도 가끔 볼수 있다. rồi Chichu toei nếu như bạn đi đến đảo Chichu 바다에 들어가서 해산물을 따오는 해녀들을 지금도 가끔씩 볼수 있다. 대륙 나이야. 음, 어, uh, mình sẽ dịch đó. mình sẽ dịch từ đuôi lên nha mọi người. rồi khi mà nếu mà các bạn đến đảo Jeju thì các bạn có thể Ulrichita Buddha nhìn thấy mà cả Kim thỉnh thoảng nhìn thấy Chi Kim Tố bây giờ cũng tức là nếu mà bạn đến tảo chua thì bây giờ thỉnh thoảng thì bạn cũng có thể nhìn thấy cái gì đây he nho he nho là hải nữ tức là những người mà người ta làm việc gì đây người ta làm cái việc mà rồi ở trong cái vế mà này có hai cái vế ha tay thử đo he sam ở đây mình có mà làm công việc là phá tay đo gà tức là đi lặn xuống biển á tay từ đi xuống biển rồi he sam mô tàu he sam là hải sản ta ô tà ta bắt hoặc là mình lấy cái hải sản mình bứt cái hải sản á tại vì cái con hải sản nó nằm ở dưới xong rồi mình giật mình bứt nó lên mình sẽ gọi là ta tà giống như là mình ngắt rau vậy đó nè mình bắt nó mình bắt hải sản tức là ở đây mình câu này mình có là nếu mà bạn đi đến đảo Jeju thì bạn có thể thỉnh thoảng bây giờ bạn cũng có thể nhìn thấy những cái người hải nữ mà người ta lặn xuống biển để người ta bắt hải sản á tuan kamanse thulu 만든 도라르방이 여기저기에 서 있는, 서 있고, 귤 농장도 아주 많아서, 산 비용으로 직접 맛있는 귤을 따 먹을 수 있다. 김가이 아주 많아, 너야. 또한, 가만색 돌로 만든 도라르방이 여기저기 서 있고, Rồi, chul nông trang đồ Aju mạng nà sơ Săn Mà xin nên lưu tá Có ba vế ha Rồi, à, vế đầu tiên Vế đầu tiên Tô án hơn thế nữa Mình sẽ có chủ ngữ của vế đầu tiên là Y ở đây ha Thủ ra đưa bằng Thủ ra đưa băng là cái ông già bằng đá Nó là bằng đá đó Ông, à, ông giống như là cái ông mà làm bằng đá đó Nó là tôi là đá ha Ha đưa bằng các bạn nhớ vậy tôi là bằng đá ông nhà bằng đá rồi mà được mạnh tinh mà được làm thủ lô bằng đá màu cá man xe cá man sẽ là màu đen á cái ông già mà làm bằng đá màu đen á thì dỗ ghi dò ghi sao thì cu thì ổng đang đứng ở đây đó tức là mình tới đảo Jeju là mình sẽ thấy cái ông già bằng đá thôi rồi chul đúng chân tu ah mà là và cái nung giang là cái uh, gọi là cái trang trại uh, hoặc là cái nông trường á cái nông trường mà cái rừng á, cái gọi là cái vườn đi ha vườn kêu kêu là quýt vườn quýt thì cũng ai cho bạn là sao cũng có rất là nhiều nên là mình dịch từ đuôi lên à bỏ cư su mình có thể là ăn mà làm gì đây ta một tà hái ăn cũng có thể hái ăn kêu mà bà sinh with quýt ngon trực tiếp trực tiếp trực tiếp hái quýt ngon ăn euro với hoặc là bằng xanh biu với giá rẻ thế là ở đây thì mình có thể mình tới đảo Chê Chu thì mình sẽ thấy những cái ông già mà làm bằng đá đen đứng ở đây đó và vì có rất là nhiều cái vườn quýt nên là mình có thể là mình hái mình ăn quýt mà ngon luôn trực tiếp bằng cái

đàmón nếu là danh từ yà có bà chim không bà chim gì Nếu là người nhưng mà khách tàu ta đi về đi đâu xe chu tô Nếu mà là người mà đi đảo chi chu về đi du lịch ở đảo chi chu về thì thì là uh, người ta đang tất cả mọi người thakha chi đang có độ thông tô mức độ thanhh trắng một tấm một tấm gì đây khi nhóm sajin hình kỷ niệm niên mà chích chụp chụp cái gì chụp đây các bạn đu đan dù chơi có sai từ đó cả so chicken sajin tức là cái tấm hình kỷ niệm mà mình chụp khi mình đi vô cái giữa say là giữa cái vườn hoa cải màu vàng các bạn mà xem tivi thì các bạn sẽ thấy những cái vườn hoa cải màu vàng mình chưa đi luôn rồi thường là người ta sẽ đi vô đó người ta chụp hình vào cái mùa hoa cải thì lúc này là hầu như là người nào cũng sẽ có một tấm như vậy. Nên là ở đây người ta nói ý là vậy ha. Vậy thì mình coi nha. Đáp án của mình là đáp án mấy à? Mình đang chọn câu đúng giống với nội dung nha mọi người. Câu số 1. Rồi, nếu như bạn đi vào cái vườn quýt á. Thì bạn có thể hái ăn quýt mà mua miễn phí. Ở trên này nó nói là vườn quýt là mình sẽ có xanh biung rút mua với giá rẻ mình ăn với giá rẻ chứ không phải là miễn phí nên câu này là sai ha. Câu số 2, Jeju도에 tôi 해녀들이 지금은 모두 ta Rồi, ở đây mình có là uh, những cái người hải nữ mà đã rất có rất là nhiều ở đảo chu thì bây giờ tất cả đã mất hết biến mất hết rồi tức là không còn hải nữ nữa thì trong trường hợp này mình sẽ coi lên cái câu mà có hải nữ ha he nhau chỉ kim tôi cả kim ta thỉnh thoảng bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhìn thấy chứ không phải là biến mất hoàn toàn nên lúc này con này là sai ha. Jeju do nên ta thích thể so. Châu đê quan quan kỳ khả mạnh thà. Rồi đảo Jeju vì rất là ấm áp nên là vào mùa đông thì khách tham quan rất là nhiều mà nhiều là nhiều khả giang nhiều nhất luôn. Ở đây người ta nói là khách tham quan bốn mùa. Sa kê rồi lên nè bốn mùa thách khách tham quan nhiều nên cái này không phải à Vậy đáp án của mình sẽ là đáp án số 4 à. Đáp án số 4 là you te good 사이에서 찾이는 찍은 사람들이 매우 많다. Có rất là nhiều người mà họ chụp hình ở giữa cái vườn mà hoa 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 cải à Rồi hoa cải. Rồi mình có đáp án là đáp án số 4 nha mọi người. Đây Để... Bây giờ là một giờ đêm đó mọi người. <cười> Để... <cười> Rồi câu 18 đến câu 20. Thả ơn ơn. 7. Chuyện này đáp hỏi. Hãy đọc cái phần sau và trả lời câu hỏi. Rồi câu đầu tiên. Mô mô. À. Ải. Ải. Mà. Chuyện này đáp hỏi. Rồi câu Hãy chọn cái thích hợp điện vào chỗ trống. Mình sẽ đọc dịch thử cái phần này nha mọi người. Rồi câu đầu tiên. Mô mô. Mô mô. Mô mô. Mô mô. Mô mô. Ở đây mình sẽ có là dạo này cái gì đó có rất là nhiều người mà sử dụng cái sản phẩm mà đã qua sử dụng mà người khác đã sử dụng rồi thì lúc này mình sẽ có câu số 1 물가가 조금 내려가서 bởi vì á, giá cả nó hơi hơi bị hạ xuống dạo này bị giá cả hơi bị hạ xuống nên nhiều người sử dụng đồ đã qua sử dụng rồi mọi người không phải nha hai vulgara so mình có cái ngữ pháp mà ao in gì không biết là có phải gì không nên lúc này là không biết có phải là vì vulgà vật giá mà nó tăng lên nhiều hay không mà rất là nhiều người người ta sử dụng những cái đồ mà sử dụng lại người khác đã sử dụng ha. thì có lý nên mình sẽ để lại hả số 3 sudir và từ đầu nên sa từ mà vì á có rất là nhiều người người ta đang Uh, định là nhận sửa chữa đồ nên là có rất là nhiều người sử dụng lại đồ đã qua sử dụng thì câu này không hợp lý à. đi 좋아하는 사람들이 많아서 vì có rất là nhiều người thích những cái sản phẩm mới nên là cũng có rất là nhiều người mà người ta sử dụng đồ cũ thì phần này nó không hợp lý về nghĩa nên mình sẽ loại bỏ. Đáp án của mình sẽ là đáp án số 2 ha. Rồi, đáp án thì tìm thấy rồi nhưng mình sẽ đọc hết coi cái bài này nói gì ha. 집 근처 재활용 센터에 가 보면 깨끗하고 좋은 물건들이 많다. 러 면세, 닷베야. Nếu như bạn đi đến cái center trung tâm mà che hoa dong tái sử dụng ở chip k n o gần nhà, thì dịch từ đ u lên, bạn có rất là nhiều cái 물건들, những cái đồ mà tốt và 깨끗하고 sạch sẽ. 중고 물건이지만 오래된 옛날 물건이 아니라 짧은 기간 동안 사용했던 제품이나 최신형 <tôi> ra 많다. bun 중고 물건이지만 Tuy là Cái đồ mà đã qua sử dụng Nhưng mà cái gì đó Y ga ra không phải là Nó không phải là 물건 Những cái hàng hóa yên Ngày xưa mà ú lệ đen Rất là lâu đời Nó không phải là cái hàng mà ngày xưa mà lâu đời đâu mà chai bưng kỳ gần đồng hết phẩm sinh thà mà cũng có rất là nhiều sản phẩm là che sinh nhân đời mới á hoặc là những cái sản phẩm mà đã qua sử dụng nhưng mà đã sử dụng trong một cái thời hạn rất là ngắn à tức là người ta sử dụng nhiều người người ta giàu người ta chỉ sử dụng điện thoại một một cái đời thôi tầm 6 tháng là người ta bỏ thì lúc này những cái đó rất là nhiều 옷부터 가구까지 모든 물건을 수리를 하고 품질을 확인하기 때문에 사용이 가능하다. tất cả mình sẽ lấy chủ ngữ à, rồi tách vé à, tách vé 때문에 vì cái gì đó vì vì cái gì và cái gì đó ở chỗ này sudihagu mà nghĩa là và rồi rồi và rồi thì mình cũng đều dịch là với một sau đó mình dịch với hai phía sau à. Rồi sau đó là thay hoa kỳ khả năng Hà tả rồi cái vế ba phía sau này nữa tức là vế 1, vế 2 rồi vế 3 Rồi tất cả những cái đồ mà từ là quần áo đến đến khả đến những cái đồ gia cụ những cái đồ bàn ghế đồ bàn gỗ của mình á, thì suria cu bởi vì người ta suria đã sửa chữa rồi phun gì sửa chữa và đã 김자그 짝롱으로는 사용이 가능하다. 는 사용할 안 쓰는 물건을 가지고 와서 팔 수도 있고 또 필요한 물건을 산 가격으로 살수 있기 때문에 돈을 저축할 수도 있고 절약할 수도 있다. 네. <laughs> 네. 네. 어, câu này, mình sẽ có là 아, 어, mình tất 이안 쓰는 물건을 가지고 와서 팔 수도 있고 또 필요한 물건을 산 가격으로 살수 있기 때문에 돈을 저축할 수도 있고 절약할 수도 있다. 이라 mình sẽ dịch từng vế nha mọi người. 안 쓰는 물건을 가지고 와서 묵매 những cái đồ vật mà mình không sử dụng, mình đến đó, 팔 수도 있고 공부 thể là bán nó 는 tu hoặc là à, mình có thể là bởi vì rồi trường hợp này mình quay lại chút nha ở vế trước là nguyên cái bởi vì luôn ha bởi vì bởi vì trước ha bởi vì là mình có thể là mình mang những cái đồ mà mình không sử dụng đến rồi mình bán lại hoặc là mình có thể là mình có thể là mình mua những cái đồ với cái giá rẻ mà những cái đồ mà mình cần thiết à mua những đồ cần thiết với giá rẻ nên là nên hai cái cuối cùng nè nên cũng có thể su tôi thủ cho có thể là mình để dành lại được tiền mình tiết kiệm được tiền và cho rất hay tự nhiên nó bị hao ở đây hai cái nghĩa là cho và cho rất trong tiếng việt mình á đều mang nghĩa là mình tiết kiệm tiết kiệm tiền à tuy nhiên tiếng hàn á nó sẽ có một cái nghĩa hơi hơi khác khác một chút ở đây á cho ra khai cho ra khai trước ha cho ra khai là mình không có sử dụng tiền tùy tiện mình tiết kiệm tức là mình à cái nào đáng xài thì mình xài thôi thì đó là chiến lược mình cho ra khai tiết kiệm còn cái cho trước khai này là mình cái tiền tiết kiệm đó mình để dành mình gom lại một cục thì lúc đó là mình cho trước thường mình sẽ dùng cho trước khai ví dụ như mình đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng á tiền mình gom lại được mình đem chó chút ta mình gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì lúc đó mình sẽ sử dụng từ chó chút ha còn chó rác là mình tiết kiệm tiền mình không có xài tùy tiện mình tiết kiệm thì lúc đó mình dùng là chó rác ha ta tiếng việt mà mình ra từ điển thì nó sẽ giống với nhau nhưng mà thật ra nó hơi khác nhau một chút cho nha mọi người có thể để dành và tiết kiệm được tiền rồi phần này mình dịch xong rồi mình sẽ đi qua <laughs> tiếp theo nha mọi người trời đã khuya rồi mà còn chưa xong nữa mình nghe có 19 chín

즐기는 취미 활동도 những cái hoạt động sở thích đó, mà người ta 즐기다 tận hưởng thưởng thức thì cũng thả đưa ta cũng khác nhau ha tuy nhiên khắc cha sinh hoạt ha đã có cả cơ cái gì đó nhưng mà khắc cha sinh hoa mỗi người đó, mình sinh hoạt rồi thỉnh thoảng cả cơm thỉnh thoảng mình làm gì đây bây giờ mình sẽ dịch hết rồi mình sẽ điền nha camping은 가족들이 함께 ờ, uh, 즐길 수 있는 취미 활동이다. 캠핑, 감자, 감자, 이러면 lên ha. là cái, 취미 활동, hoạt động theo sở thích mà, sự ghi suy mà ai có thể tận hưởng, mà mình có thể tận hưởng, tham gia cùng, cái gì có thể tận hưởng cùng, thả chút thôi đi. Mà gia đình có thể cùng tận hưởng được, có thể là cùng thưởng thức được ha cắm trại là một cái hoạt động theo sở thích mà những cái người trong gia đình của mình có thể cùng nhau mình tận hưởng cái thời gian không? Mình có thể cùng vui chơi. Rồi. mở dù 좋은 곳이 아니더라도 가족과 함께 이야기하고 맛있는 음식을 나누면서 행복한 추억을 만들 수 있다. Mình sẽ tắt vé cu chủ của đã dù không phải là cái gì đó dù không phải là cái nơi tốt và xa nhưng mà khả quaâm gì chị ha mà xin là nhưng mà mình vừa vừa làm cái gì đây hai vế nói chuyện cùng với những cái người trong gia đình của mình và ăn những cái thức ăn ứng là chia nhau ăn ha chia nhau ăn chia sẻ cho nhau những cái <laughs> món ăn ngon thì mình vừa mình vừa có thể tạo nên những cái kỷ niệm hạnh phúc ha những cái ký ức hạnh phúc Tức là dù không phải là như nơi và tốt mà hay là xa nhưng mà khi mà mình đi du lịch với gia đình thì mình có thể là cùng nói chuyện với những người trong gia đình và cùng chia ăn cùng nhau ăn những cái món chia sẻ ăn những món ăn ngon và đồng thời thì mình cũng có thể tạo ra những cái chú kỷ 추억, 기념, 기획, 만족 부모와 아이가 같이 계획하고 준비하면서 생각을 나누고 캠핑을 떠나서 생기는 여러 생활을 함께 꺾으면서 가족 간의 사랑을 키울 수도 있다. 그러면 그답변다 부모와 아이가 같이 Chỉ kể về cô chuẩn bị miệt sau. Ư có nghĩa là đồng thời, tức là mình làm với một trước cô, đó mình nghĩa là và là làm với hai đồng thời. Camping là nuôi Này là và. À, 생각을 나누고 캠핑을 떠나서 생기는 여러 생활의 흠계까지 miệt sau tiếp nữa hả? Vừa làm cái gì đó nữa nhé Rồi, khả chỗ khanh nè. 사랑을 키울 수 있다. Đồng thời có thể làm gì đó với phía sau thì mình cứ tách từ từ đi ha. À. Rồi, ừ. mình sẽ có cái vế đầu tiên là vế 1 vế 2 sau đó đồng thời vế 3. Rồi, mình làm tiếp cái vế 4, đồng thời là cái vế 5 phía sau ha. ngàn gió và Rồi cứ tách từ từ và làm từ từ là xong hết ha. À. Rồi, mình có vế 1 vế 2 là mình làm gì đây phu mô à ai cả chủ ngữ con cái và ba mẹ kachi kiwi kaku cùng nhau lên kế hoạch chuẩn bị làm sao và chuẩn bị đồng thời senga cơ đã nụ cu đồng thời là mình chia sẻ những cái ý tưởng chia sẻ suy nghĩ với nhau rồi và tiếp ha camp camping to là do sen kinh nên do đó sen hòa đời ham ghe cư mình cùng nhau trải qua những cái sang hoang miền tình huống mà gió đó sang hoang nhiều tình huống mà phát sinh mình đi du lịch đó, lúc mình đi du lịch đó thì khá du khả nè đang mình cũng có thể là nuôi dưỡng được tình yêu thương giữa những cái người trong gia đình lúc này mình sẽ chọn ở phía trên này mình chọn cái gì các bạn? Cái này nó đang nói là đi về du lịch gia đình. Nếu mình đọc phía dưới mình sẽ thấy đi du lịch gia đình. Vậy thì mình sẽ kiếm cái nào có đi liên quan đến du lịch gia đình nha. Rồi, người ta câu đầu tiên người ta nói cái chỗ mà gần có chỗ trống mình đọc lại cái câu mà có chỗ trống ha. Là mình có cái câu của mình là Hajiman tuy, tuy nhiên mỗi người sinh hoạt rồi thỉnh thoảng thì có gì đây? 부부가 함께 즐길 수 있는 시간이 필요하다. Rồi, ở đây là mình sẽ có là cần có cái thời gian mà vợ chồng cùng nhau tận hưởng. Ở đây người ta có là 부부와 ai, vợ chồng con cái luôn nên lúc này là thiếu ý à. 혼자만의 여행을 떠나는 시간이 있으면 ta Nếu mà có cái thời gian mà đi du lịch một mình thì tốt biết mấy thì trong trường hợp này nó đang nói du lịch gia đình nên đi du lịch một mình là không phải à câu số 3 일을 그만두고 여유 있는 시간을 가지면 좋겠다 rồi mình nghỉ việc luôn và mình có cái thời gian mà cái thời gian mà nhàn rỗi rảnh rỗi thì tốt biết mấy thì lúc này nó không nói đến cái vấn đề này nên đáp án của mình là đáp án số 4 à khá du từ đi 함께 즐겁게 시간을 보낼 수 있다면 좋겠다 nếu mà có uh, nếu mà mình trải qua có thể trải qua thời gian vui vẻ cùng với gia đình thì tốt biết mấy ha thì lúc này mình sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án số 4 nha Nó nói hết ra luôn rồi đó <laughs> tiếp theo mình có câu tiếp theo là câu số 20 câu cuối cùng của đề nha mọi người Moe chọn cách thích hợp điện thoại chỗ trống mình đọc từng câu dịch từng câu luôn nha 처음 한국 회사에 들어와서 회식을 할때 회식할 때 술자리 예절을 몰라서 실수를 많이 했다. 그러면 뜻왜야. 처음 한국 회사에 들어와서 회식을 할때 술자리 예절을 몰라서 실수를 많이 했다. 이가라 rồi 들어와서 본새짓 là rồi hoặc là vì nên tùy tình huống ạ. vế 1 rồi phê té vế 2 khi làm vế 2 tem mà nghĩa là khi làm vế 2 rồi muốn là gió vì không biết cái vế 3 nên là mình đã làm nên cái vế 4 thì lúc này các bạn vì hoặc là cái ngữ pháp mà à, o gió mình sẽ dịch là vì nên hay là và rồi tùy thuộc vào cái nội dung của cái phần mà cái câu đó đang thể hiện à. nếu nó là nguyên nhân lý do thì mình sẽ vì nên còn nếu nó là trình tự thời gian làm cái này rồi làm cái kia thì lúc đó mình sẽ dịch là rồi ha mình có đầu tiên thơm hangu từ đầu lần đầu tiên mà khi mà mình đi vào cái công ty hàn quốc tức là vào công ty hàn quốc làm á thì huê si khi mà đi ăn thì công ty đi dễ rồi bụi là sao vì mình không biết cái lễ nghi 어 trên cái cái bàn rượu, tức là ở 어, cái c 실수를 많이 했다, 는막 실수 했다, 막루술잔은 주고 받을 때 왼손으로 술잔은 받기도 하고 윗 사람한테 한 손으로 술을 따라서 주변 사람들에게 혼난 적도 있다. 뭐 이거 왜야 술잔을 주고 받을 때. 왼손으로 순잔을 받기도 하고 윗사람한테 한 손으로 술을 따라서 주변 사람들에게 혼난 적도 있다. 더 tất cả là bốn vế Vế số 1. Ở đây te mà n g h 1 thì vế số 2. Rồi. Bởi vì ta đà so là vì vế số 3 Nên vế số 4 nó có 4 vế à Thì mình sẽ làm từng vế với 1, với 2, với 3, vế 4 Khi mà khi mà mình sugobata là qua lại à làm cái gì đó qua lại cho nhận á à. tức là cái sul là rượu à cha là cái ly khi mà mình đưa ly rượu và mình nhận ly rượu á thì sử là nhận bắt hả 기도하다 cũng nhận cái ly rượu bằng 왼손 왼손 là tay trái à nhận ly rượu bằng tay trái mà nhận bằng hai ly hoặc là hai tay hoặc là tay phải cũng được ha không biết tại sao và tay trái không được <laughs> mình không có biết cái này luôn nha à, đọc cái phần này mới biết á. Rồi, nhận cái ly rượu bằng tay trái mà thường á thì mình thấy là nhận bằng hai tay, nhận bằng hai tay mình thấy thực tế hoặc là tay phải thì cũng được

bằng han sonuru một tay hành thề cho cái người Isaram người lớn cái này thì bình thường thôi khi rót rượu cho người lớn ở trong ở Việt Nam mình cũng vậy mình sẽ rót bằng hai tay à đây là vì mình rót rượu cho người lớn bằng một tay nên là chú 사람들에게 từ để kệ hôn nhiên mà nghĩa là từng mà tô cũng cũng từng bị hôn nà là bị la bởi những cái người xung quanh

영갈리로 c 하 i 이 y r 고개를 돌려서 마신다 và 와이 n h q 고 a 는 đầu quay cổ 와 h u 계 là cái c 마신다 r ồ 한국에서 좋은 인간관계를 유지하며 즐거운 직장생활을 하기 위해서는 뭐 뭐를 것을 뭐 뭐것을 알아야 한다 ở Hàn Quốc thì mình sẽ có cái ngữ pháp này nó đi từ khi hè so khi hè so vì để để mà mình sinh hoạt ở công ty một cách vui vẻ nho mình có ngữ pháp Ư nho mà nghĩa là và và mình duy trì được in gan quan mối quan hệ giữa người với người một cách tốt thì mình phải biết cái gì ha ở à, đây anh ta phải biết cái gì đây mình sẽ chọn ha suru mà simon anh phải biết là không được uống rượu ở trên nó không nói về uống rượu mà nó nói là suja đi dễ trời nó nói là lễ nghi trong bàn rượu thì cái phần số 1 là hoàn toàn sai à ha. số hai suja đi dễ trời tu ta phải biết là cái lễ nghi ở trên bàn rượu cũng rất là quan trọng cái này có thể chấp nhận được để lại không số anh thuê e khai hình ta mình phải biết là cái việc nào phải đi vào cái công ty tốt thì lúc này là phải biết cái việc phải vào công ty tốt cái này thì ai cũng biết nhưng mà nó không có đúng với cái chủ đề nên lúc này là sai dễ rồi vừa ta mà hơi tức là so với cái lễ nghi thì lòng mình mới quan trọng tức là tấm lòng thì quan trọng hơn là lễ nghĩa làm sao cũng được thì lúc này nó không phù hợp với cái bài nên đáp án của mình sẽ là đáp án số 2 ha rồi phần này tới đây thôi nha mọi người khi ca sĩ gì đó phần này có chút xíu thôi mà mình làm rất là lâu <laughs> làm mà tới bây giờ là một giờ ba ba rồi đó mọi người mong là phần này sẽ giúp ích cho mọi người nha nếu có thắc mắc và góp ý thêm thì mọi người có thể để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất anh nhân